cũng đang rất là thắc mắc. Ừ. Lý do vì sao mà ngày hôm nay á anh đi đâu mà anh đi vòng vòng lại đi theo vậy? Lý do vì sao mà ngày hôm nay hai anh em của chúng tôi dẫn chương trình trong một phong thái điềm đạm, đúng vậy, nhẹ nhàng, từ tốn như vậy? Chứ giờ chúng tôi đi đến góp vậy đó mọi người à? Bởi vì sao? Bởi vì ngay sau đây chúng tôi sẽ đón chào hai người chơi vô cùng quý phái, sang trọng. Họ nền nã lắm anh. Nền nã. Họ ít nói lắm. Ít nói, trầm tánh, hát hay, nhảy đẹp. Ai vậy? Cái gì vậy? Con chân chơi gì nữa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hoàng công tử và một công chúa. Không hợp nhau kể số 15 cũng không nói chung được cái từ nữa, chán thiệt á. Lại nè, 2, 3. Và coi bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hoàng tử và hoàng tử trước. 1, 2, 3. Và bây giờ cùng gặp gỡ với hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hoàng tử Chí Thiên. Ủa em, bộ đất nước của họ xa lắm hay sao mà nãy giới thiệu gần nửa tiếng chưa thấy ai ra vậy? Không, tại vì họ phải là có những cái thủ tục rất là phức tạp, như là có người khiêng à nhập cảnh đồ đúng không? Đó, và kiểm soát visa đồ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mời họ bước ra sân khấu lại một lần nữa đi nào. Phải trình trọng hơn, nói bằng tiếng vùng đất của họ. Tại vì họ hoàng tử này đến từ Thái Lan. Anh nói trước cho. Ok. Tiếng Thái nha. Krum rắng krap pa kham khu na khu na kham khu na kham pa khi khom ya chỉ chia. Chỉ chia là gì? Là Chí Thiện. Chí Thiện mà chỉ chia. Mà thì nó là công chúa này đến từ nước Pháp. Tiếng Pháp. Bonjour. Le bon. Prom. Bonjour. Em bóp cái gì dưới đó vậy sao? Chán thì. Anh ơi, họ mệt rồi, mình mời họ ra okay. Luôn được không? Hoàng tử Chí Thiện và công chúa Lâm Khánh Chi. Trời ơi, cái chưa tôi thấy cái phần giới thiệu nào mà dài như vậy luôn á. Nó nghe là sao hai người giới thiệu dài dễ sợ, từ đây tới chợ Bến Thành rồi luôn á. Đọc cái tên mà đọc cũng không xong nữa, gầu đứng ghê. Đứng nãy giờ mà ở trong vậy nè, ở trong. Đứng trong rồi. Ra chưa. Xuyến nè. Bonjour. Nữa. Đón xem tập 8 sàn đấu ca từ mùa 5 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 18 tháng 9 trên kênh HTV7.